Chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục khuyến nông của Đài Phát thanh Truyền hình Bạc Liêu. Thưa quý vị, dự báo xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long mùa khô năm 2023-2024 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, nhưng không gay gắt như mùa khô năm 2015-2016 và năm 2019-2020. Thực tế, đến thời điểm này, một số địa phương trong khu vực đã chịu ảnh hưởng khá lớn từ hạn hán và hiện tượng xâm nhập mặn. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vẫn còn nằm trong vùng kiểm soát nhờ vào việc chủ động các biện pháp phòng ngừa hạn mặn từ các cơ quan chuyên môn. Xâm nhập mặn sẽ đến sớm hơn. Đó là dự báo theo sự tính toán của các cơ quan khoa học thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Xâm nhập mặn mùa khô năm 2023-2024 dự kiến như sau. Xâm nhập mặn ở mức cao hơn so với trung bình hàng năm có khả năng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh, nhưng ở mức ít nghiêm trọng hơn so với mùa khô năm 2015-2016 và năm 2019-2020. Đặc biệt, xâm nhập mặn có khả năng xuất hiện từ giữa tháng 1 năm 2024, sớm hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 15 ngày. Trong trường hợp dòng chảy không gia tăng thì mức xâm nhập mặn tiếp tục duy trì như đầu tháng 3. Với những diễn biến phức tạp nêu trên, dự kiến ảnh hưởng của xâm nhập mặn sẽ tác động tiêu cực đến sản xuất và dân sinh của người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Riêng tỉnh Bạc Liêu sẽ có những địa phương có nguy cơ thiếu nước ngọt như huyện Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Phước Long, Đông Hải và thị xã Giá Rai. Với tinh thần sẵn sàng và chủ động ứng phó, Trung tâm Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi tỉnh Bạc Liêu đã làm tốt công tác điều tiết nước để phục vụ cho các vùng sản xuất. Cho đến nay, tỉnh Bạc Liêu đã kiểm soát khá tốt tình trạng xâm nhập mặn, đặc biệt thị xã Giá Rai, nơi có nguy cơ bị ảnh hưởng lớn nếu hạn mặn xảy ra, thì đến thời điểm này đã chủ động được nguồn nước cung cấp cho cả hai vùng mặn ngọt. Là Giá Rai là đặc biệt có cái là cuối cái nguồn nước ngọt và đầu cái nguồn nước mặn. Như vậy thì Giá Rai không thể là điều tiết chung cho địa bàn thị xã Giá Rai mà điều tiết là cho cả vùng. Cho nên là cái điều tiết là được là ban chỉ đạo tỉnh là rất là quan tâm. Thì đến thời điểm này báo công chí là điều tiết rất là thuận tiện cho cái vùng nuôi trồng thủy sản và cái vùng ngọt ổn định. Thì đến thời điểm này Giá Rai là theo tôi đánh giá là cái diện tích mà nuôi trồng thủy sản thì nói chung cũng có ảnh hưởng, nhưng mà ảnh hưởng rất cục bộ, ảnh hưởng một phần nhỏ, chưa có là đến thời điểm này theo đánh giá là chưa có thiệt hại về cái nuôi trồng thủy sản. Và cái trà lúa thì báo công chí thì đến thời điểm này là cái lúa nó vẫn là dài trong cái nằm trong cái giai đoạn là từ 30 ngày đến 50 ngày tuổi. Thì theo tôi đánh giá đến thời điểm này là ban chỉ đạo điều tiết nước tỉnh là đến thời điểm này là cũng là điều tiết là đảm bảo hài hòa. Theo tôi là đến thời điểm này thì theo tôi đánh giá là còn khoảng trên tháng nữa thì thu hoạch, thì theo cái nguồn nước bây giờ là trên cái vùng chiên lúa thì sẽ đảm bảo đủ cái nước để cho người dân cái thu hoạch cái vụ lúa đông xuân muộn của Giá Rai. Hướng tới mà cái tình hình mà ảnh hưởng mà nó nghiêm trọng hơn thì Giá Rai cũng là chủ động là xây dựng cái kế hoạch đó là để phòng chống cái hạn mặn. Thì cái trong cái kế hoạch đó là Giá Rai xây dựng là phòng chống cái hạn mặn trên cái trà lúa đông xuân muộn của thị xã Giá Rai á, thì chúng tôi sẽ nếu mà hạn mặn nó xâm nhập quyết liệt thì chúng tôi là bố trí là đắp các cái đập mà để bơm chiền, các cái đầu kinh thủy lợi để bơm chiền. Mà nếu mà cái hạn mặn mà nó khốc liệt hơn thì là đắp các cái tuyến kênh cấp 2 là bơm chiền từ cái kênh Vĩnh Phong dẫn nước về phục vụ cho cái sản xuất lúa là trên 7.000 hectare của địa bàn xã Gai. Ấp 18 xã Tân Phong, nơi cuối nguồn nước, thường diễn ra hạn mặn gây gắt trong những năm trước, thậm chí có những trà lúa chết khác vì nắng nóng kéo dài và gây thiệt hại khá lớn cho nông dân. Nhưng mùa khô năm nay thì lại khác. Gần 2.800 hecta lúa đang trong độ đẻ nhánh làm đồng, vẫn dương xanh trong nắng. Nước ở chân ruộng và các con kênh đầy ấp không có dấu hiệu xâm nhập mặn. Nhờ vậy mà người dân an tâm sản xuất và chờ đón một vụ đông xuân bội thu. Đúng ra đầu vụ có lo lắng về nước, sợ nó thiếu nước cứu vụ. Nhưng mà tới thời điểm này thì nước còn rất được. Riêng năm nay thấy nước rất tốt. Theo tôi biết từ khi mà cái cống Âu Thuyền đó, nó hạ cống đó thì nó ngăn được, nó không nước dưới này không lên, nó không trào ngược lại. Nếu so với những năm trước thì năm nay lúa tốt hơn rất nhiều do nó đủ nước. Thì năm nay đối với cái vụ lúa đông xuân này thì đối với Phong Tân thì cũng người dân cũng là xã cũng trên 2.800 hecta, thì trên 2.900 đối với vùng ngọt quá của xã Phong Tân. Thì đối với lịch điều tước năm nay thì trong cái dịp Tết thì có hơi cục bộ,
hai cục bộ trong dịp Tết, nhưng mà sau khi là được cái lịch điều tiết nước của tỉnh như làm việc với đối với các tỉnh Sóc Trăng á, tỉnh bạn mình á, thì trong quá trình điều tiết nước thì đến thời điểm này thì nói chung cơ bản nguồn nước sẽ đảm bảo để cho phục vụ cái vụ lúa đông xuân này. Chung năm nay thì đối với vùng ngọt của chúng ta thì cái lịch điều tiết nước thì nó rất là thuận lợi cho người dân để trong quá trình cái canh tác cái vụ lúa đông xuân này. Thì đến thời điểm này thì đối với những cái diện tích cuối nguồn như 18 và 17 cũng như 19 thì lúa hiện tại giờ nó cũng khoảng 40-45 ngày thì đang là để nhánh để làm đồng. Thì nguồn nước đến thời điểm này đi qua các ấp cũng như các quân kinh thì đảm bảo để phục vụ cho cái vụ lúa đông xuân này để cho người dân trong quá trình sản xuất. Đối với cái khuyến cáo khu vực mà cuối nguồn như ấp 18 cũng như ấp 17 thì có một số diện tích vụ lúa đông xuân thì cũng hạn chế người dân để xạ vụ lúa đông xuân này. Nhưng mà năm nay do cái giá lúa thì nó chênh lệch rất là cao. Thì người dân thì thấy vậy thì cũng năm nay đều xạ theo cái vụ cuối nguồn ở đây là đối với 18 cũng như 17 cũng như một số diện tích mà năm rồi không xạ. Thì lý do thì nói chung thì cũng giá lúa cao. Hai nữa thì năm nay cái nguồn nước nó cũng đảm bảo. Thì người dân thì năm nay đều đồng loạt đều xạ cái vụ lúa đông xuân này. Chung năm nay thì đối với vùng ngọt của chúng ta thì cái lịch điều tiết nước thì nó rất là thuận lợi cho người dân để trong quá trình cái canh tác cái vụ lúa đông xuân này. Thì đến thời điểm này thì đối với những cái diện tích cuối nguồn như 18 và 17 cũng như 19 thì lúa hiện tại giờ nó cũng khoảng 40-45 ngày thì đang là để nhánh để làm đồng. Thì nguồn nước đến thời điểm này đi qua các ấp cũng như các quân kinh thì đảm bảo để phục vụ cho cái vụ lúa đông xuân này để cho người dân trong quá trình sản xuất. Điều đáng mừng là ở vùng lúa tôm của thị xã Giá Rai cũng đã kiểm soát khá tốt hiện tượng xâm nhập mặn. Bà con đã thả vụ tôm chính trong năm đúng thời vụ trong điều kiện độ mặn lý tưởng. Hơn 3.000 hecta nuôi tôm vụ 1 đều được bà con điều chỉnh và duy trì yếu tố môi trường trong khoảng thích hợp, nhất là độ pH vừa đủ cho tôm phát triển. Các bờ bao đều được gia cố chắc chắn, tránh trường hợp rò rỉ và nước mặn xâm nhập. Năm nay thì so với những năm trước thì năm nay là rất là thuận lợi. Cái điều tiết nguồn nước mặn về tương đối sớm rồi để bà con chủ động để cải tạo vào cái vụ chính. Nhìn chung là trên địa bàn xã nắm cái tình hình chung của bà con dân này rất là phấn khởi. Cái độ mặn đến thời điểm này là 15-16 ngàn là cái vụ chính của tôm rất là hiệu quả. Theo cái dự báo của thời tiết thì bà con dân thì xã cũng đã xây dựng cái kế hoạch sản xuất cái lịch thời vụ, chỉ đạo cho các cái ấp chúng ta là thông báo cho dân, ví dụ để chủ động cái thời điểm nào mà có ảnh hưởng thì chúng ta phải có chủ động để tạo cái nguồn nước chúng ta cung ứng để là sản xuất cho nó tôm cho nó hiệu quả. Hàng năm thì đối với xã Phong Na thì cái lượng nước mặn thì không có thiếu, với cái lý do là được nhà nước cái đầu tư cái ô đê bao hiện tại bây giờ đã đi vào hoạt động thì cái nguồn nước là đã được chủ động là cung ứng cho bà con để phát triển sản xuất. Bạc Liêu đã hình thành nên hệ thống thủy lợi cơ bản phục vụ cấp và tiêu nước cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Hiện có hơn 4.400 tuyến kênh với tổng chiều dài hơn 9.760 km, phủ khắp 3 tiểu vùng sản xuất. Trên 190 cống bọng phục vụ tưới tiêu, gần 50 trạm bơm điện và khoảng 270 ô thủy lợi khép kín. Với hệ thống thủy lợi này, bước đầu đã giúp ngành nông nghiệp thực hiện khá tốt công tác điều tiết nước phục vụ sản xuất, góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, từ tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy sang tư duy làm kinh tế nông nghiệp. Tuy nhiên, với đặc thù có 3 vùng sản xuất đang xen mặn ngọt lợ, điều này đã trở thành bài toán khó cho lịch điều tiết nước ở tỉnh nhà. Thưa quý vị và các bạn, trước cái tình hình mà xâm nhập mặn hiện nay của cả nước thì tỉnh Bạc Liêu vẫn điều tiết nước khá tốt để phục vụ cho những cái vùng chuyển đổi sản xuất cũng như là vùng ngọt của tỉnh, đặc biệt đó là cái vùng Bắc Quốc lộ. Thì hôm nay chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với anh Trịnh Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Khai thác Công trình Thủy lợi của tỉnh Bạc Liêu, để mà anh có thể trao đổi rõ hơn về cái tình hình điều tiết nước cũng như là cái hệ thống các công trình thủy lợi để mà phục vụ cho cái vùng Bắc Quốc lộ. Trung tâm Quản lý Khai thác được giao nhiệm vụ là quản lý 46 cống lớn trên địa bàn tỉnh, khoảng 500 km kênh cấp 1 và khoảng 2.800 km kênh cấp 2 trên địa bàn tỉnh. Thì hàng năm trung tâm có nhiệm vụ là điều tiết nước từ các cống dọc quốc lộ 1A cũng như 20 cống 29 cống phân ganh
để đủ lượng nước từ tháng 1 đến tháng 7 cho địa bàn thị xã Giá Gai, huyện Phước Long và huyện Hồng Dân để đủ nước mặn cho nuôi trồng thủy sản. Và cũng trong 29 cống phân canh này cũng phải đảm bảo lượng nước ngọt cho bà con một năm là 2 đến 3 vụ, đủ lượng nước ngọt để bà con phục vụ sản xuất quanh năm. Như vậy thì cái kịch bản để chúng ta điều tiết nước trong cái vụ hạn hán năm nay thì nó có khác gì so với mọi năm hay không ạ? Thì năm nay nó cũng tương đối khác với mọi năm. Thì theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn thì năm nay hiện tượng El Nino xuất hiện từ tháng 12 cho đến tháng 2 năm 24 và cũng nó đang qua trung tính cho đến tháng 5, tháng 6 nó điện sang là El Nino. Thì trong từ tháng 1 cho đến tháng 2 vừa qua thì hiện tượng mực nước trên quảng lộ huyện cũng hạ thấp. Và mình cũng có một bám sát theo kế hoạch của quan tỉnh thì trong từ ngày 1 cho đến ngày 9 tháng 2 thì mình cũng tranh thủ hạ hệ thống cống dọc quốc lộ của mình 9 cống để mình hạ thấp mực nước trên quảng lộ Phục Hiệp để lấy nước ngọt từ sông Hậu và quảng lộ Phục Hiệp để phục vụ cho trà lúa đồng xuân của mình khoảng 45.028 ha. Thì đến thời điểm này thì cái trà lúa này cơ bản cũng đủ nước để phục vụ cho hết cái mùa vụ đồng xuân này trên địa bàn tỉnh. Dạ, như vậy thì dự báo thì trong những cái ngày sắp tới á, thì chúng ta sẽ điều tiết nước như thế nào ạ? Thì báo cáo thì trong những giai đoạn sắp tới từ tháng 3 cho tới tháng 7 thì mình tiếp tục mỗi một tháng có 2 đợt để tham mưu cho sở thông báo cái lịch điều tiết nước trên địa bàn tỉnh để bà con tranh thủ theo cái lịch điều tiết nước để lấy nước vô nuôi trồng thủy sản cũng như tranh thủ nguồn nước ngọt để lấy ngọt về để phục vụ cho cái trà lúa đồng xuân của mình. Thì theo cái kịch bản thì từ ngày 1 tháng 3 này cho đến ngày 8 tháng 3 thì cũng cho hạ chính cống của dọc quốc lộ 1A của địa bàn thị xã Giá Gai để mình hạ thấp mực nước trên quảng lộ Phục Hiệp để lấy lượng nước ngọt về phục vụ cho bà con. Tại vì trên địa bàn ngã năm thì nó chuẩn bị thu hoạch trà lúa đông xuân thì nó sẽ không còn cần nước nữa. Cho nên bà con cũng nên tranh thủ bơm nước từ giữa tháng 3 cho tới cuối tháng 3. Thì tới đầu tháng 4 thì ngã năm nó sẽ xuống cái vụ lúa hè thu thì nó sẽ bơm nước rất là quyết liệt. Thì chúng đó mình bơm nữa thì nó sẽ xung đột nguồn nước, thì nguồn nước rất là hạn chế. Vì theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn trong tháng 3, tháng 4 này thì mực nước của sông Hậu đổ về có thể hạ thấp từ 1 đến 2 cm so với trung bình nhiều năm. Cho đó bà con nên tranh thủ lấy nước. Khuyến cáo bà con trong mùa khô năm 2023-2024 này, đặc biệt là tháng 3, tháng 4 thì nắng nóng thì cái độ mặn trên sông Bạc Liêu, Cà Mau rất là cao. Khi mình lấy nước vào để nuôi trồng thủy sản thì tranh thủ phải kiểm tra nguồn nước có độ mặn được phù hợp khi mình nuôi trồng thủy sản. Thứ hai nữa thì khuyến cáo bà con là trong cái tháng 3 này thì tranh thủ lấy lượng nước ngọt bơm vào đồng ruộng từ giữa tháng 3 cho tới cuối tháng 3. Thì đầu tháng 4 thì ngã năm Sóc Trăng nó sẽ xuống cái vụ hè thu. Thì tại thị xã ngã năm cái lượng nước bơm vào cũng rất là lớn. Thì mình tranh thủ mình lấy từ giữa tháng 3 tới cuối tháng 3 tránh xung đột với ngã năm thì lượng nước mình sẽ dồi dào hơn. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Có thể nói, Bạc Liêu đã chủ động và đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất vụ lúa đông xuân, song ngành nông nghiệp và thị xã Giá Rai không nên chủ quan, vì trước những tác động của biến đổi khí hậu, nhất là hiện tượng nắng nóng gay gắt do ảnh hưởng của El Nino kéo dài trong thời gian mùa khô 2024 sẽ tiếp tục đe dọa và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Vì vậy, việc thường xuyên theo dõi mực nước, độ mặn trên các tuyến kênh để kịp thời điều tiết nước hợp lý luôn cần thiết và quan trọng. Chuyên mục khuyến nông kỳ này xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào, tạm biệt.